Xe Vespa không lên điện cần chú ý kinh nghiệm gì? Đang có việc gấp mà xe không thể khởi động do nguồn điện có vấn đề khiến như bạn gần như tức điên. Vấn đề nguồn điện ở xe tay ga, nhất là dòng xe Vespa thường xuyên được nhắc đến. Vậy nguyên nhân nào khiến cho xe Vespa bị mất điện? Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra một số nguyên nhân và kinh nghiệm khi xe Vespa bị mất điện không khởi động được nhé. Một số sự cố ở nguồn điện làm cho xe Vespa không khởi động được. Một số nguyên nhân khiến cho chiếc xe Vespa thân yêu lại đối chọi với bạn những lúc khẩn cấp là: bình ắc quy của xe. Bình ắc quy của xe có vấn đề là điều đầu tiên bạn cần phải nghĩ ra khi xe không thể khởi động được. Rất nhiều người thường hay bỏ qua việc kiểm tra ắc quy bởi nghĩ rằng xe Vespa chỉ hay gặp vấn đề về chip mà thôi. Nhưng hãy thử đề máy xem nhé, bởi không thể đề được thì chắc chắn là do bình ắc quy, dư điện. Dư điện cũng là nguyên nhân làm cho xe Vespa của bạn không thể khởi động được. Điều này thường sẽ xảy ra ở những xe được nhập khẩu. Bởi ở nước ngoài, xe máy thường được bật đèn cả ban ngày để giảm thiểu tai nạn. Sau khi được đưa về Việt Nam, không ít người sẽ chế thêm công tắc tắt đèn ban ngày, điều này khiến ảnh hưởng nhiều đến ắc quy và bộ sạc của xe. Chế độ Idling Stop kết hợp gạt chân trống. Sử dụng chế độ Idling Stop và gạt chân trống có thể giúp bạn tiết kiệm xăng. Thế nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên việc hết điện ở bình ắc quy. Một số kinh nghiệm khi xe Vespa mất điện không khởi động được mà bạn nên tham khảo. Chẳng còn cách nào khi sẽ bị mất điện không khởi động được khi bình ắc quy đã hết điện. Khi rơi vào trường hợp này, bạn nên nhanh chóng đưa xe Vespa thân yêu đi thêm điện ở những cửa hàng sửa chữa xe máy. Thời gian thêm điện vào bình ắc quy không tốn quá nhiều thời gian của bạn đâu. Các bước nạp điện vào bình ắc quy là: tìm hiểu xem xe Vespa có sử dụng bình ắc quy khô. Xe Vespa sử dụng ắc quy khô làm nguồn xe thì bạn nên tìm kiếm một bình ắc quy khô có cùng dòng điện với bình ắc quy khô trên xe Vespa của bạn. Bạn cần chắc chắn là bình ắc quy khô này phải có hiệu điện thế giống như bình ắc quy trên xe bạn và chuẩn bị thêm một đoạn dây để thực hiện nạp điện. Đấu nối, đấu hai đầu dây âm dương của bình ắc quy nạp trùng với bình ắc quy khô trên xe Vespa. Tuyệt đối là không nên đấu nhầm, bởi rất có thể sẽ gây nổ đó. Nạp điện, việc nạp điện chỉ mất có khoảng hơn 5 phút mà thôi. Sau khi nạp điện xong, bạn kiểm tra xe đã lên điện và khởi động xe xem đã khởi động tốt chưa nhé. Video này đã cho bạn thêm những thông tin hữu ích khi giúp bạn tìm ra nguyên nhân, cũng như những kinh nghiệm khắc phục sự cố khi xe Vespa bị mất điện rồi chứ. Nếu các bạn đang quan tâm đến việc xe Vespa không lên điện và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bike.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của Xe Điện Bi-bike để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.